Đây là chương trình siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio cùng Mộng Lan. Đây là chương trình siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sauvaggio cùng Mộng Lan với ông Kính của Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, yeah, xin chào cô Mộng Lan. Kính chào tất cả quý cụ, ông bà, anh chị, em đang lắng xem và theo dõi. Kính thưa thầy, trong mỗi một cái um, tuổi đó thì Mộng Lan thấy là chẳng hạn như là canh, giống như là canh tí hay là rồi có mậu, rồi có bính, rồi có giáp. Thì cái đó thầy gọi là thiên địa can hay gì đó thầy? À, thưa cô Mộng Lan, thưa quý vị. Nói đến ở trong là 12 con giáp thì người ta gọi là thập nhị địa chi. Còn thiên can là gọi là thập thiên can. À, thiên can á, là nó đại diện cho thiên, còn địa chi á, là nó đại diện cho địa. Nhưng mà nếu mà hãy can dương thì nó đi với chi dương. Đó, còn hãy can âm thì nó đi với chi âm. Ví dụ như là à, trong là giáp ất okay. à, bính, giáp bính mậu canh nhâm là nó thuộc về đó là dương còn ất đinh à, kỷ tân quý nó thuộc về đó là căn âm thì nó hợp với chi âm ví dụ như người tuổi canh tý thì á, là coi như á, là cái thiên can của nó là thuộc dương nhưng mà cái canh đó nó là cái gì và cái tí đó nó là cái gì nếu chiếu trong cơ thể của chúng ta cái chữ canh thì nó là dương kim thì biểu tượng của nó ở trong cơ thể của chúng ta thì nó là do nơi cái buồng phổi sinh ra phổi là phế và ruột già đó tí là thuộc về thận bàn quang bọng đáy thuộc về đó là chất thủy hai cái đó ghép trở lại thì nó ra một cái thế gọi rằng là lôi thủy giải cho nên cái người tuổi canh tí bất cứ tuổi nam hay là tuổi nữ cuộc đời của họ thích giải quyết tất cả các vấn đề vấn đề gì mà problem họ nhúng tay vô là xong nhúng tay vô là xong bởi vậy à, rồi cái họ làm mệt quá cái họ ngồi họ nghỉ mệt cho nên là họ than thân trách phận một mình bởi vậy mới nói là chữ canh nó biến thành cô cool. không tan quan gia cũng phải xuất gia trẻ tuổi lao khổ nhưng được sướng về già nặng nợ thay đổi nhiều lần duyên cầm sắt mạc thời tái tận mới vinh hoa nhưng mà họ rất là hay họ có nhiều cái sự mà thủ công nghệ à, họ yêu thích cái gì là cái đó nó sẽ đẹp nó là như vậy đó cô yeah. còn riêng với những người mà bính thì thầy hay nói là uh, uh, những người bính thì giống như là cái chữ bính nó là giống như cái chữ mà cái, giống như cái tù phải không thầy à thưa cô rất là đúng ở trên uh, quý vị nào mà đã biết về vấn đề chữ hoa chữ tàu, chữ Hán thì quý vị đã thấy cái chữ bính rồi. Ở à, bốn góc nó là bốn cái bức tường. Đã rồi bắt đầu á, là ở trên thì gặp cái nóc, lên thì gặp cái nóc, đi qua lại thì gặp bốn cái bức tường. Rồi chính giữa nó có cái bộ nhân biểu tượng cho người đang ở tù. Yeah. đó cho nên mới nói rằng chữ bính nó biến thành tù số mạng ly hương cách vợ chồng lớn lên tù túng chuỗi ngày sanh ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh tám mươi cái gặp gình vẫn chưa rồi nợ những muốn thiên môn tất gửi lòng họ muốn tu thật sự với cuộc đời của chính họ nhưng mà suốt cuộc đời cái chữ tu đó họ tu tại gia thì thành mà tu tại chùa thì sẽ bị phá giới nếu không cũng bị kêu bằng là không cháy gốc này cũng cháy cái gốc nọ họ làm việc cho bản thân của họ thì dở ẹt mà làm việc cho ai cũng đều là thành công và tốt đẹp hết á dù đó là bính dần bính thịnh bính ngọ hay là bính thân bính tuất bính tí gì cũng vậy hết á hãy mà mang vào cái chữ bính thì nó là như vậy nhưng mà cái chữ bính đó biểu tượng nó là cái gì ở trong cơ thể của chúng ta bính thì nó thuộc đó là quẻ cấn, nó thuộc về đó là cái lưng. Đó bởi vì á ở trong chữ Bính của tử vi thì nó là là dương hỏa. Đó, nhưng mà trong dịch á thì nó lại là khác à Đó, nó lại là của cái quẻ coi như là quẻ cấn. Ừ. Nó là như vậy. Cho nên trong cái chữ Bính mà tính theo tử vi đó thì nó là thuộc về đó là thượng tiêu. Đó, cả tim và thuộc về đó là dương khí nó thuộc hỏa. Đã, cho nên đó, họ rất là khôn lanh Nhưng mà cuộc đời của họ bao giờ cũng dễ bị kêu bằng là táo bón, cáo gắt, à nóng giận Nhưng mà họ rất là thông minh yeah. đó là như vậy đó cô Thưa thầy Lê Tấn Đạt Như vậy thì khi mà thầy nói về chữ canh cũng như chữ bính Tất cả những người mà mang cái chữ đó đều như vậy Chứ không có uh, luận đến cái giờ sanh, ngày tháng năm sanh uh, của họ hay sao thầy Thưa cô Mộng Lan, thưa quý vị mình luận cho con người mình lấy giá ắt Minh đinh mẫu kỹ canh tân nhâm quý nhưng mà mình luận cho cái vật ví dụ ha tôi đánh một cái ví dụ ví dụ đóng ra một cái bàn hay là một cái tủ bắt đầu cái giờ khởi công đóng cho một cái tủ đi hay hoặc một cái bàn gì đi cái ghi cái múi giờ vô cho đến cái giờ kết thúc của nó xong vào cái ngày tháng năm giờ nào rồi quyết định bao lâu sẽ có người tới mua cái bàn đó mua cái tủ đó hay hoặc là bao lâu cái tủ đó cái bàn đó nó sẽ ở cái nhà này hay là nó qua tay của nhà người khác nó cũng nằm ở trong giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý nó giống như con người ta thụ thai trong bụng mẹ bắt đầu chào đời đó nó đều có cái định mệnh của nó hết dạng vật không ngoài thập thiên can và thập nhị địa chi khi mình muốn xem cho bất cứ một cái gì đánh một cái ví dụ ngày mai tôi ra tòa có thắng không? họ vừa nói ngày mai tôi ra tòa thắng không lấy cái ngày tháng năm giờ đó quyết định ngày mai biết thắng hay là bại biết ngày yeah. cũng lấy giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý nó là như vậy nó giống như một đứa bé chào đời vậy thôi nó nếu mà dùng một cái tiếng cho nó chính xác và cho nó kỹ càng đâu đó đàng hoàng đó là gọi là thuật toán nhị phân nó rất là huyền bí theo tôi á tôi nói này không có phải là tôi mỉa mai hay là tôi tôi khước kháo nhưng mà thật ra cái môn mà 64 quẻ dịch đó, 384 hào này á, cái thuật toán dị phân này nó có từ đâu cái hồi thời mà bắt đầu á, là nó nằm ở trong cái kim tự tháp đó cô. Nếu ai muốn biết được, muốn thấy được tất cả các cái quẻ dịch tôi nói có sách bách có chứng thì phải xem cái cuồng phim à, Mummy, à, sát ướp đó. ướp Ai Cập á. thì sẽ thấy ở dưới cái góc cột của cái cô gái đó đóng á Nó có những cái quẻ dịch Đã là từ hồi Lúc mà nằm ở cái kim tự tháp rồi Rồi qua cái con đường Bắt đầu là tơ lụa Rồi mua bán Rồi bắt đầu là từ đó trở đi Thì mấy ông Trung Quốc mới học được Cái thuật toán nhị phân đó Rồi đem về nói mấy ông là sáng lập Là hồi đời khang hy này kia kia nọ Thì cái đó là Tôi không có hiểu Chứ còn mà cái khoa tử vi Thì đó là ở bên trung quốc sáng lập ra yeah. đã là từ lâu nhưng mà tôi thấy người giật bổn với lại người ở miến điện người ta cũng rất là giỏi ở môn tử vi nhưng mà yeah. cái điểm chính thì người tàu nói là người tàu sáng lập ra yeah. thì thôi dù ai sáng lập ra không cần biết cái quan trọng chúng ta là hậu bối chúng ta học phải cho thấu đáo tất cả những gì rồi chúng ta bắt đầu mới dám luận đoán cho từng người một nó là như vậy và đó là cái lý do tại sao mà chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovajo rất là giỏi về cái khoa tử vi thưa quý vị mộng lan rất là à, hãnh diện để mà giới thiệu đến quý khán thính giả à, chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovajo về cái khoa tử vi tại vì à, thầy được rất là nhiều những người khách đến xem tử vi rồi sau đó giới thiệu à, bạn bè bà con rồi à, tại, cái này thì không thể giới thiệu trên đài được là tại vì có một số quý vị rất là ngại để mà on air nhưng mà nghe những cái lời mà quý vị nói về thầy lê tấn đạt đó mộng lan rất là mạnh miệng để giới thiệu đến quý vị và hiện nay thì thầy không những có khách ở quận cam mà khách khắp nơi trên thế giới mộng lan cũng đã phải thiết lập một cái hệ thống paypal cho thầy là tại vì khách từ bên việt nam có rất nhiều quý vị muốn thầy xem thì quý vị có thể trả theo cái hệ thống paypal còn quý vị ở những cái quốc gia khác chẳng hạn như bên pháp bên úc châu hay là những cái tiểu bang khác đó thì có những cái cách để mà quý vị có thể gửi tiền cho thầy lê tấn đạt trước khi mà thầy coi cho quý vị thưa với quý khán thính giả luôn đó là chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sova luận rất là chính xác về tương lai khi mà thầy chấm một lá số tử vi cho quý vị à, tại vì Mộng Lan thưa với quý vị là chúng ta cần biết về tương lai, cái quá khứ đã qua, chúng ta không có muốn nói tới nữa, không làm gì được nữa hết và cái hiện tại thì chúng ta cũng không có à, làm được cái gì tại vì nó đang xảy ra chúng ta sống cái giây phút hiện tại cho nó hạnh phúc đi nhưng mà tương lai chúng ta cần biết để mà chuẩn bị thưa quý vị à, và thầy mới đưa cho Mộng Lan cái card visit số điện thoại bốn 9094322. Cái cà phê này của thầy đó cũng là hay lắm tại vì đã có hai con rồng phải không thầy rồi ôm một cái một cái dịch phải không mà thầy. Dạ. dạ. cái này là cái cái gì vậy thưa thầy? À, cái chữ ở giữa đó. Trong cái này đó cái cặp rồng này biểu tượng cho đó là cặp sao thanh long. Cặp sao thanh long này là biểu tượng cho banking, biểu tượng cho đô la diamond go biểu tượng cho sự giàu có, biểu tượng cho sự học vấn cao thâm, biểu tượng cho tất cả các bác sĩ, kỹ sư, luật sư, triết sư, tất cả các nhà học vấn, các nhà mà đã có trình độ trí thức học và trong thế giới thuộc về đó là kinh tài. Còn đây là cái quẻ gọi rằng là phong sơn tiệm. Đã... Đã... Quả dịch này đó là Đúng phong đấy. sơn tiệm Đúng rồi, có nghĩa rằng là gió đi trên đỉnh núi Không bao giờ Bị cản trở bất cứ một cái gì Có thầy tổ bảo vệ từ việc nhỏ cho đến việc lớn Bởi vì gió đi trên đỉnh núi đâu có sợ cái gì đâu mà cản trở Thì hãy mình lấy cái tượng tốt Thì cuộc đời làm ăn gặp cái gì nó cũng tốt hết yeah. Nó là như vậy đó cô Và có một số uh, quý khán giả mà trước khi một Lan đến với lại chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio một Lan cũng rất là thắc mắc nếu mà thầy là một nhà tử vi giỏi như vậy Thì thầy có luận đoán được cái tử vi của thầy hay không Thì thưa với quý khán thính giả là thầy luận đoán được tử vi của thầy nha quý vị cho nên đó là thầy đã biết trước được những chuyện gì xảy ra và tất cả những người bạn của thầy đang xem cái show này trên youtube cũng như là trên tv có lẽ là cũng đã biết là chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovazio thấy được cái số của thầy cho mấy chục năm về sau mấy chục năm về trước thì thầy cũng đã nói cho quý vị nghe rồi những người bạn những người mà quen biết với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovazio có lẽ đó là những nhân chứng sống mà muốn lá được nói chuyện và biết là thầy đã luận đoán được cái số của thầy cho nên đó là quý vị nào mà muốn một lá số tử vi trọn đời thật là chính xác thì quý vị hãy gọi làm hẹn với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt Sovaggio. trong cùng ngày quý vị đi được Ngoài ra thì quý vị nào mà cần chỉnh sửa lại phong thủy cũng như địa lý trong căn nhà của quý vị cho mọi việc đều hanh thông gia đình hạnh phúc hoặc là cơ sở thương mại của quý vị để mà được đông khách hàng và khách vui lòng trở lại khi mà họ bước ra khỏi cái cái cơ sở thương mại của quý vị quý vị cũng có thể gọi cho chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovaggio thầy rất giỏi về khoa địa lý và khi mà thầy đến với quý vị đó thì thầy sẽ như một cái một cái bài học mà quý vị có thể thâu lại và ông Lan sẽ thâu lại cho quý vị à, quý vị sẽ thấy rằng thầy à, hướng dẫn là tại sao quý vị lại phải sửa những cái đó chưa thầy không có nói quý vị chỉ treo cái này rồi móc cái kia và lâu lắm một lần không có nói là thầy không có bắt quý vị uh, đập mái phá tường mà chỉ là những cái kê cái ở trong nhà uh, những cái thay đổi rất là nhẹ thôi thưa quý vị nhưng mà nó vì là uh, phong thủy và địa lý cho nên chỉ vì thay đổi một chút xíu thôi mà nó cũng có thể là là làm thay đổi cái cái cái, cái cục đất ở đó phong thưa thầy thưa cô rất là đúng nội mà ở trên bàn của chúng ta chúng ta cái cái cái, cái ly cái hộp mà mình cắm bút đó yeah. để chặt chỗ một cái là bắt đầu cũng không có không có khách nữa đó cô hỏi yeah. ủa sao kỳ vậy ông nói sao mà mâu thuẫn như mấy cái cây bút này thôi đó mà nó có là cái gì đâu thưa quý vị thấy nó là cây bút nhưng mà trong tử vi nó là ngôi sao thiên tướng yeah. đó ngôi sao thiên tướng nó thuộc thủy bởi vì trong cái mực của chúng ta nó thuộc thủy mà ngôi sao thiên tướng nó nó chủ về thương mại ngoại giao cà hào hoa phong nhã và vụ khách vụ kêu bằng những người gọi mời rất là hay nó xả giao rất là rộng mà chúng ta để cái chỗ thấy cái chỗ đó nó trống nhưng mà để vô nó hãm nó vẫn hãm còn thấy cái chỗ đó nó chặt hẹp nhưng mà để vô nó vượng nó vẫn là vượng cái quan trọng là phải để đúng cái địa lý của nó thì tự nhiên làm việc sẽ bị mỏi tay luôn đó yeah. và cũng xin thưa rằng đó là có nhiều khi đó chúng ta đọc sách hoặc là chúng ta ra một cái tiệm phong thủy chúng ta mua uh, đồ đạc chúng ta trưng trong nhà rồi người ta chỉ cho chúng ta làm nhưng mà quý vị quên mất rằng đó là cái nhà đó hay là cái cơ sở thương mại đó cái người đứng chủ là ai cái tuổi tác như thế nào cái ông thần long mạch đó như thế nào thành ra nó không phải là one size fit all nên nếu mà như vậy thì ai cũng có thể làm địa lý và không cần đến các thầy địa lý nữa thì ông đang chỉ thưa với quý khán thính giả như vậy tại vì trong cái quá trình mà đi xem địa lý với thầy đó thì ông đang thấy có nhiều quý vị đó đọc ở trong sách hoặc là đi ra ngoài tiệm phong thủy mua xong rồi treo cái trái bầu ở đây treo cái uh, crystal ở kia rồi treo phong linh đó trong nhà quý vị làm nhất là treo phong linh trong nhà là là quỷ ma tại vì phong linh là cái mà để đuổi quỷ ma thì trong một cái show kế tiếp mộng lan sẽ nhờ thầy lê tấn đạt nói rõ hơn về những cái chuyện mà chúng ta không nên treo trong nhà và đặc biệt là trong phòng ngủ không nên có cây tươi cây xanh là tại vì sao mời quý vị cùng nói theo dõi trong cái lần nói chuyện kỳ sau một lần nữa thì uh, chương trình siêu âm tướng pháp với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovajo cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị số điện thoại của thầy một lần nữa là bảy một bốn chín chín bốn ba hai hai bảy một bốn chín chín bốn ba hai hai Phong thủy là một học thuyết có nguồn gốc từ thời cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến vận mệnh, phúc họa của đời người. Muốn cho máy ấm của quý vị có nhiều tiếng cười, mọi người sống trong hạnh phúc, bình an. Muốn cơ sở thương mại của quý vị có đông khách hàng, khách vào lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và sẽ trở lại. Xin gọi chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt để thầy đến nhuận sắc lại phong thủy cho quý vị với một giá cả thật phải chăng 714 909 -4322. Đời người là một cuộc hành trình biết bao hạnh phúc, sung sướng, khổ đau, thành công và thất bại Đôi khi làm chúng ta chán nản với cuộc sống hiện tại Vì không có câu giải đáp để chúng ta có đủ can đảm tiến bước Mộng Lan xin hành giới thiệu đến quý vị chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy lúc 12 tuổi, chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, bói bài bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt trong cùng ngày ở số 714 909 4322 909 4322.